Em chào cả nhà mình ạ, chào bạn. Rồi, chào mừng cả nhà mình đã đến với bài livestream của shop em chiều tối ngày hôm nay nha. Rất là nhiều mẫu xinh luôn. Em chốt sale trên live thôi đó. Chỉ cách là mình đặt đơn ngay bây giờ mình tranh thủ. Còn bên phía dưới cho em mã số điện thoại nha. Nhưng mà thôi cả nhà ơi, mới vô cho em xin một chấm chấm bài tương tác giùm em cái đi các chị ạ. Mới vô chấm bài tương tác giùm em cái nha. Ưng mẫu nào bình luận ngay cho em phía dưới. Mã số điện thoại cho em là được nha. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm cho các chị mình. Và em chào chị Yến Dương nha. Cả nhà mới vô thấy bài like của em cho em xin một chấm đi ạ. Các chị mình mới vô thấy bài live stream của em cho em xin một chấm chấm bài tương tác đi. Cả nhà thả tim cho em với. Rồi, đây lên luôn cho mình cái đầm nè. Tao nói lấp lánh ghê chưa. Đầm ren kim tuyến nha. Đầm này chất là vải ren hoa cho chị em mình. Đầm này cái xài là cổ đập chéo nha. Tay lỡ cho mình luôn, dám đầm phân xè tròn tự nhiên. Váy này em may kỹ cho cả nhà mình luôn, hai lớp kèm hai túi nè. Ê, cái đầu em lên la nhìn ché ra giống như tóc giả vậy. Ủa ngoài nó đâu tới nổi đâu trời. Cũng đen mà. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1560, cả nhà cổ đắp chéo tay lỡ nha. Phần tay em sẽ may một lớp, thân váy kỹ lưỡng hai lớp, có khóa kéo phía sau lưng. Dạ, em chào chị Trần Thúy Trinh nha, cảm ơn chị Minh ạ. Các chị ơi, cho em xin một chấm chấm bài tương tác đi. Cả nhà cho em xin một chấm chấm tương tác bài live stream đi. Các chị ơi, 1560 em đang giảm giá nè, còn 149.000 luôn nha. Trời ơi, đầm này đẹp quá à. Các chị ơi, chốt đơn cái mẫu này mấy chị ơi, 149.000 thôi, 149.000 đồng ha. Đầm ren kim tuyến lấp la lấp lánh nè, lên form lên dáng rất là đẹp cho chị yêu mình luôn á. Đầm mềm và có co giãn nhẹ nhàng hai chiều ha, váy may hai lớp, có luôn hai túi khóa kéo phía sau lưng. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1560. Chị khách nào mình đặt đơn mẫu đầm này comment ngay cho em phía dưới mã 1560 với số điện thoại cho em là được. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm nha. Chị rồi đặt hàng nhanh em đảm bảo có đơn cho các chị mình, còn đặt hàng chậm là đã hết hàng đó nha. Còn xe M không shop, đầm em chỉ còn xe M luôn á chị. Rồi đúng luôn cả nhà ơi, trúng tủ luôn. Xe M bên nhà em hôm nay sale nhiều nha. Em chào chị Thanh Ngọc nha. Chị Thanh Ngọc có thích cái này không, em tặng cho chị Thanh Ngọc cái này nè. Đó, đang sale luôn, 149.000 đồng thôi. Chỉ cần có giá tiền là 149.000 đồng nha. Đặt đơn mẫu này comment ngay trên phía dưới mã số điện thoại cho em là được. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm nha. Chấm bài tương tác cho em đây mấy chị ơi. Đầm này chất là vải ren nha. Tay lỡ nè, ôm eo cho mình luôn. Dáng đầm phơn xòe nè, xinh không? Lên dáng rất đẹp luôn nha các chị ạ. Trời ơi, đầm này không đẹp không lấy tiền á chị mình luôn à. Chiếu lấp ra lấp lánh như thế này nè. Mã của em nó là 1560. Rồi, đặt hàng có việc comment ngay cho em nha. 1560 với xin hỏi có đầm kẻ không em? Đầm kẻ được xem có về mẫu dạ hơi bị xinh luôn á chị. À chứ em mình thích đầm kẻ, em có cái đầm này được không? Nó cũng kẻ nhưng mà không phải là caro ha, mà nó sẽ có những cái họa tiết chạy theo chiều dọc như thế này nè. Đó, có lằn sọc như vậy được không chị? À em có cái này thì dạng như là kiểu nha. Cái này dạng như caro kiểu nha chứ ơi. Đây, nó chạy cho mình như thế này nè. Cái này được không chị? Cái này body suông ha. Còn cái này thì dáng xòe. Đó. Rồi, cái này nè, cái này là caro kiểu ha. Đó, chứ mình có thích caro kiểu hay không? Cái này em cũng giảm giá còn trăm mấy thôi. Cái này cũng 150 luôn ha. Ủa 160 chứ 160. Nói chung là cái nào cũng rẻ hết trơn á. Rồi, chị thích cái này em bận lên cho chị cái đó ha. Chị thích mấy cái sọc vậy hả chị? Rồi, hai cái này ha. Có lẽ có cái này nè chị. Cái này thì cái họa tiết nó sẽ to hơn. Nó cũng chạy dọc như vậy đó. Cái này nè, cái này nó cũng caro kiểu luôn, nó cũng chạy dọc như vậy luôn nè chị. Đó, cái này thì dáng ngắn đi. Cái này dáng ngắn đi, còn cái này dáng dài đi. Đó, cái này dáng dài, chị thích cái kẻ nào, chị thích cái kẻ ngắn ha, chị thích cái kẻ dài ha, cái này đều sơ mi ha. Còn cái này là vest nè, cái này body ha, cái này body caro. Đó, chị thích cái nào bình luận phía dưới thì giúp em ha. Rồi, hôm nay là hơi hiếm kẻ đó, tại vì về là hết trơn à. Rồi, tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã 1560. 1560 em đang giảm giá cho mình luôn, chỉ còn có giá là 159.000 đồng. Đặt đơn cứ việc comment ngay trên phía dưới mã số sản phẩm 1560 với số điện thoại cho em là được ha. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn. Chị khách nào đặt đơn nhanh có đơn, còn mình đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha cả nhà ơi. Em chị làm biết gì không? Cái lắc của em nó mới dính đằng sau lưng á. Em kéo xuống cái dính lại. Rồi, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm bài khác nha. Lên
cho mình mẫu này đi, sale cho mình luôn. 99 xu một em, làm em còn có 4 cái à, cho nên em sẽ sale luôn cho mấy chị yêu mình ha, 99 xu một em thôi. Rồi cái mẫu đồng này mã số sản phẩm là 1492. 1492, chị nào mà đặt đơn nha, bây giờ mình tranh thủ nè. Tông màu này tông màu đỏ nha. Cổ tròn nè, tay ngắn vai hơi phồng, dáng đồng phơm xòe xòe nè. Đó, màu đỏ tươi nha cả nhà ơi, tươi không cần tưới luôn ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1492. 1492, chị khách nào mình đặt đơn nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. Sale rẻ cho các chị mình luôn ha. Chị còn có giá tiền là bao nhiêu các chị ơi? 99.000 đồng thôi, chỉ còn có giá tiền là 99.000 đồng thôi ạ. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1492. 1492 giá 99.000 đồng. Chị khách nào mình đặt đơn ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Mã số số điện thoại cho em vào được. Đầm này trước 17 von nha cả nhà ơi. Cái đầm này là von sọc ha. Cả nhà ơi vô like chấm bài tương tác giùm em cái nha. Đây, von này von sọc nè. Tay ngắn nè, vai phồng phồng nè. Có phần tay là may một lớp ha, thường là phần tay sẽ may một lớp. Thân váy em sẽ may kỹ hai lớp luôn, kèm luôn cả hai cái túi luôn, có khóa kéo luôn nè. Đó, xinh ha. Rồi mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm là 1492. Mình đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã 1492 với số điện thoại cho em là được luôn. Giá của em đó ngày hôm nay là 99.000 cả nhà nha, 99.000 đồng. Rồi ui da trời đất ơi. Rồi đặt đơn comment ngay cho em phía dưới nha, mã số số điện thoại cho em là được. Em đứng xa xa một xíu nha mấy chị. Đó, em đứng tới đây được không? Em đứng tới đây cả nhà thấy được cái form không ạ? 1492 nha, 99 xu một em, trời ơi quá rẻ luôn á. 1492, 99 xu một em. Em cao mấy 65 là mẹ mặc dày ngang nửa út chân nè. Vải von thì các chị mình cứ yên tâm đi, vải khá là mềm luôn á, không những nó mềm nè, nó nhẹ nè, mặc lên còn rất là mát nữa ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1492 nha. Đặt đơn comment ngay trên phía dưới mã 1492 với số điện thoại. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình xem thêm mẹ khác nha. Rất là đẹp, cái hầu như cái mẫu này cũng đẹp hết trơn á. Tại vì thích cái này không? Cái này là chị, cái kẻ kẻ này nè, cái kẻ kẻ này em cũng đang giảm giá nè. Cái này mã là gì ta? 1462 hả? Chờ em xíu nha. Cái này em còn hai size lớn, XL với lại 2XL ha. Rồi để em mặc thử cho chị coi cái này. Cái này em cũng đang sale luôn á chị. Có chị ơi mình thích cái nào bình luận cho em nha. Mã số số điện thoại là được, để em lên đơn cho mình luôn ha. Muốn em mặc cái mẫu nào bình luận phía dưới nha. Bên nhà em thì nhiều kiểu, nhiều màu lắm luôn á. Đó, ở trên thì em chỉ treo cho mình xương xương thôi, xương xương vài mẫu thôi. Rồi đây, tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm mã khác. Mã này là 1462. Tiếp tục, đầm em đang mặc cho người mã số sản phẩm là 1462 cả nhà nha. 1462 nè. Dáng đầm của em nó là body bút chì các chị yêu nha. Đó, ở trong áo hơi cộm xíu tại vì em mặc có một bộ đồ bên trong á cả nhà ơi. Nó hơi cộm xíu, cả nhà nhìn ở giùm em nha. Thôi để em chỉnh lại cho mình coi kỹ hơn chút nha. Chờ em xíu cả nhà nha. Đó. Ở nhà mặc thì chắc chắn là sẽ đẹp hơn em mặc rồi đó, tại vì bên trong nó có bộ đồ nó hơi dày một chút xíu. Đây. Rồi. Em váy này chất poly cả nhà ha. Em váy này chất poly cả nhà ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1462. Đầm này cái xà là cổ vest tay ngắn nè, vai hơi phồng nhẹ nè. Đó, dáng là body bút chì như thế này. Đầm em chỉ còn size lớn thôi, 54kg cho tới là tầm 60-65kg ha. Em 74 cho tới em tầm 84 thì mình sẽ mang vừa. Mã của em đó là 1462. Cả giờ đặt đơn comment ngay cho em phía dưới luôn. Mã số sản phẩm 1462 với số điện thoại cho em là được luôn ha. Rồi cái đầm này nó đẹp quá các chị ơi, lên form rất đẹp luôn nha. Rồi mình chúc sớm cho em mã 1462 với số điện thoại cho em để đặt đơn ạ. Rồi em váy này hôm nay thì em đang có một cái chương trình sale lớn, em còn hai size lớn cái mẫu này nha các chị ơi. 1462 rồi sale luôn 149.000. 1462 em đang sale luôn các chị ơi, 149.000 đồng thôi, 150 cái đầm này nè. Đầm này chất poly ha, poly hai da đẹp lắm. Cái mặt bên ngoài nó về nè, đen trắng rồi nè. Cái mặt bên trong nè là trắng đen ha. Đó, co giãn hơn bị nhiều luôn á. Lên form nè, trời ơi xuất sắc quá trời luôn á. Cái đầm này lên xuất sắc quá trời luôn các chị ơi. Đó, xuất sắc ghê chưa. Mã của em nó là 1462. Các chị mình đặt đơn bình luận ngay cho em 1462. Giá trị đó là 149.000 đồng. Đặt hàng ngay giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số số điện thoại em tư vấn và chờ hàng luôn. Rồi chị Mai Thảo có đơn luôn ạ. À, đẹp quá các chị ơi, 149.000 đồng mẫu này. Mã số sản phẩm
phẩm là 1462 nha. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mã đầm khác nữa. Nhanh tay thì còn hàng còn size nha cả nhà ơi. Body bên này nhà em, à em đang có cái body này nè, em đang sale rẻ là 99.000 á. Rồi chờ em chút nha, em có cái body này em đang sale là còn 99.000 đồng này, để em lên cho mình luôn. Quá trời đẹp rồi các chị ơi. Nhiều mẫu đẹp mà rẻ lắm nha. Tranh thủ vào đặt đơn liền dùm shop nha. Rồi đây tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái á, mã đầm khác nữa. Đầm này đầm ren nha các chị ơi. Đầm ren này nó có độ co giãn mặt siêu thoải mái luôn á. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1543. Cả nhà mình vô live stream của em chấm bài tương tác giùm em cái nha. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1543. 1543 đầm này thiết kế sẽ là cổ V. Cổ V nè, tay lỡ ôm eo nè, dáng đầm body đuôi cá. Mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1543. 1543 em váy này ngày hôm nay em giảm giá nha, 99 xu một em ha. Rồi 99 xu một em đầm này các chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1543. 1543. Chị khách là mình đặt đơn mẫu đầm này comment ngay trên phía dưới mã số sản phẩm là 1543. Với số điện thoại giá chị có là 99.000. Rồi giá 99.000 đồng luôn. Cái chất liệu vải ren thì mình yên tâm đi, vải ren rất là đẹp. Cái này là ren hoa nha, khá là mềm luôn. Tay may một lớp nè, thân váy hai lớp cho mình nè ha. Đó, xuất sắc ghê chưa. Body đuôi cá. Mã của em nói là 1543. Cả nhà đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã số sản phẩm 1543 với số điện thoại cho em là được ha, 99.000 đồng một em váy này luôn. Đó, vải khá là mềm, co giãn thì nhẹ nhàng như thế này và có khóa cái ẩn nằm đằng sau lưng ha. Đầm siêu xinh luôn, giá thì rất là hời, 99.000 đồng thôi à. Và cả nhà yên tâm, những cái mẫu đầm em sale cho mình á là còn tem mát đầy đủ và mới 100% luôn, cho mình không có sợ là nó bị lỗi hay là nó bị gì hết trơn á, chưa có qua sử dụng đâu nha. Dạ em chào chị Phương Thúy. Dạ đầm em còn xem mờ cả nhà ơi, 40kg cho tới là tầm 52kg, em tới đây dưới 72 cho shop nha. Váy khá là mềm luôn á. Rồi chị nào đang kiếm đầm body thì chốt mẫu này liền 99.000 đồng. Rồi chị còn có giá tiền là 99.000 đồng thôi nha. Rồi em có cái đầm này nè, em có cái đầm này em còn 2 size luôn. Dạ hội nha, mẹ em xem 100 mấy cho nhận tin không. Rẻ lắm, 2 size luôn á. Rồi chờ em chút nha. Đây cái này, cái này hôm nay xe trăm mấy. Cả nhà thông cảm giùm em nha, em còn có mấy chiếc, còn 12 chiếc xe M và lại 9 chiếc xe L. Em xe lấy tương tác thôi đó, em xe lấy tương tác, lấy bình luận lượt, lấy lượt bình luận với lấy lượt chia sẻ của các chị mình thôi đó. Cả nhà tranh thủ chút sớm nha. Cả em đang mặc là 1542 nha. À em chào chị Nguyễn Hằng ạ. Cảm ơn chị yêu mình nha. Cả nhà ơi cho em xin một chấm tương tác và like với cả nhà ơi. Đó, bài live stream này thì em chủ yếu lên sẽ kho lấy tương tác thôi các chị ạ. Để mình tương tác bài live với em nha, chấm bài thả tim tương tác với shop nha. Rồi đây tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1312. 1312 shop đang có cho cả nhà mình là 2 size ML. 2 size ML 40kg cho tới là tầm 55-57kg. Em tới đây thì em tầm 75-76 độ về cho em nha. Trời đẹp quá. Cái đầm này mấy chị mà nhận được hàng chưa? Đẹp quá trời nè. Rồi em váy thì em sale rẻ luôn á, 199.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1312. Cả nhà đặt đơn mẫu đầm này bình luận ngay cho em luôn mã 1312 với số điện thoại. Váy may dài nè ha, hai lớp kèm hai túi luôn, có khóa kéo phía sau lưng. Rồi mẫu em đang mặc mã 1312. Chị khách nào mình đặt đơn mẫu đầm này ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số sản phẩm 1312 với số điện thoại. Rồi giá của em váy này ngày hôm nay là 199.000. 1312 chất lượng vải chiếc phong cả nhà nha. Về cái phần mà vải á, về cái phần mà chất lượng vải á thì các chị mình khỏi có lo đi. Vải bên nhà em là toàn vải đẹp thôi, vải đẹp vải xịt sò thôi, các chị mình khỏi lo nha. Cổ tròn này, tay lỡ cổ tay le này, mình chỉ cần nhìn cái màu với cái form mình thích hay không, mình thích mình chốt đơn. Đó, cái đầm này thì khá là dài luôn, cả nhà có thể phù hợp để mình mặc đi tiệc, đi đám cưới, đám hỏi hay là đi du lịch dạo phố đó, thì mặc cái mẫu đầm dài dài này mặc cho nó xinh ha. Còn chị khách nào mà mình bình thường mình mặc đi dạy học, công sở hay là mình mặc hàng ngày bình thường ở nhà hay là mình mặc đi cà phê cà pháo đó, thì mình lên like cắt ngắn được. Đó, xuất sắc nha, mặc được hai kiểu, thích dài dài thì để dài dài, mặc chán dài rồi mình lên like cắt ngắn cho em. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1312. Đặt đơn quý vị comment ngay trên phía dưới mã số sản phẩm 1312 với số điện thoại giá 199.000 đồng. Này mình đi đó. Rồi.
mấy ngày trời. 1312 với số điện thoại cho em là được nha. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới. Ủa, nó trả lời chị chưa? Mã số số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Em xem ngay trong bài live stream ngày hôm nay nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1312 giá 199.000 đồng. 1312 giá 199.000 đồng thôi ạ. Nó dính cái này như người ta từ nào vậy? Là mã số số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1312 giá 199.000, chỉ có 199.000 đồng thôi. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã khác. Cả nhà có thích tầm sơ mi hoa nhí không? Em đang có cho mình sơ mi hoa nhí này đang giảm giá nè. Sơ mi hoa nhí thì nó sẽ có full size hơn nha. 1312 thì lẻ size. Đẹp chưa? Đúng rồi, chắc muốn biển đó. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình xem thêm mẫu khác. Đây cái mẫu này, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1586. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1586 nha. Đầm thiết kế sẽ là cổ sơ mi tay ngắn nè, vai phồng nè, dáng đồng phong xòe xòe nè. Váy này thì chất là vải von hàng, em may cho cả nhìn hai lớp luôn ha, có luôn cả hai cái túi và có khóa kéo phía sau lưng ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1586 nha. Chị khách là mình đặt đơn nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. Mã số điện thoại cho em mà được. Trời ơi đẹp như vậy mà không đặt hàng hả? Trời ơi xuất sắc quá nè. Đủ size luôn cho mình dễ chọn. Nhưng em đang có cho cả nhà xem M, XL và lại cả 2XL luôn ha. Chị khách là mình đặt đơn nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. Mã số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Em chúc ngay trong bài live stream ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài nha. Chị khách là mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. Mã số điện thoại cho em là được luôn nha các chị ơi. Nhanh tay thì còn hàng còn sai nha. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm tay quá là nó hết hàng rất là uổng luôn ạ. Cố gắng chốt sớm nha, em tư vấn luôn ạ. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1586. 1586 giá chỉ có là 299.000 đồng thôi, von hàng các chị ạ. Hoa nhỏ vừa có nè, hoa nhí có nè, trải đều trên nền vải nha. Đang có đủ size cả nhà tranh thủ đặt đơn nha. Bình thường mấy cái nào mà em đủ size á, cả nhà mình ít có đặt hay ít có hỏi lắm, cho tới khi em hết hàng cái chị mình vô hỏi quá trời luôn á. Cả nhà mình coi mình thấy thích thì mình chốt sớm cho em nha, tránh trường hợp lẻ size hay hết hàng mình hỏi em là không có đâu nha các chị ơi. Rồi 1586 nha, 299.000 đồng. Mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1586, giá chỉ có là 299.000 đồng thôi. Chốt ngay trên live stream cả nhà ơi. 1586 với số điện thoại 299 nha. Và bây giờ em chuyển thêm cho các bạn cùng xem thêm mã khác. Dề chưa? Hả? Xe này không đợi hả? Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẹ khác nữa ha. Lên cho mình đầm von hoa. Tiếp tục lên thêm cho các chị mình đầm von hoa. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1536. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1536 nha. Đầm thấy cái sợi là cổ vuông, cổ vuông tay lỡ vai hơi phồng này, ôm eo dáng đầm xòe xòe. Em cao mét 65, đầm em mặc dài ngang đủ bắp chân ha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1586. Chị khách nào mình đặt đơn mẫu đầm này comment ngay trên phía dưới mã 1586 với số điện thoại cho em là được. Cổ vuông cả nhà ơi, tay lỡ nè, vai phồng, ôm eo dáng đầm xòe xòe nè, xinh ghê chưa? Váy này em sẽ mang kỹ lưỡng nha, hai lớp ha. Khóa cái ẩn đầm đằng sau lưng như thế này. Rồi, mã số sản phẩm là 1536, 1536 giá 129.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1536 ạ, giá chỉ có là 129.000 đồng ha. Nền vải ở váy này sẽ là màu đen nè, và có phối với cả nhà mình hoa, hoa màu đỏ đỏ, hồng hồng, cam cam, vàng vàng nè. Trời hơi bị xinh luôn á. Cái đầm này hơi bị xinh luôn á mấy chị. Rồi mã của em nói là 1536 nha. Mã của em nói 1536. Các chị mình đặt đơn có việc comment ngay trên phía dưới nha. Mã 1536 với số điện thoại cho em là được ha. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm ha. Chị khách nào mà mình đặt hàng nhanh em đảm bảo sẽ có đơn cho mình ha. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá là nó hết hàng đó nha. Tranh thủ lên đơn thật là sớm nha. Em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. Mã số số điện thoại cho em là được luôn ạ. Rồi mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1536, 1536 giá 129.000 đồng các chị ạ. Mẫu đang mặc trên người mã số 1536 giá 129 nha. Em chào chị Thu Thủy, chào cả nhà mình mới vô ha. Tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm mã khác.
lên cho mấy chị cái đầm nào đây. Cái đầm này đó, của cái đầm Maxi còn hàng không vậy ta? 1593, 1593 đang sale nè. 1593 đang sale còn 159 nè. Chờ em chút cả nhà nha. Rồi. Ui còn, em còn 3 size. Ui còn đúng 10 cái luôn á, quá hay luôn. Chờ em chút nha, em lên cho các chị mình cùng xem cái mẫu đầm Maxi dáng dài. Cái đầm này dáng mà phải nói là siêu siêu dài luôn á, rất là đẹp ha. Chờ em xíu cả nhà nha. Rồi. Tiếp tục lên luôn cho các chị mình cùng xem thêm cái mẫu đầm này. Mã của em nó là 1593. Đầm em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1593. Rồi, đầm này em sẽ còn cho cả nhà 3 size ha. Còn cho các chị mình size M, XL với lại 2XL. Size M em sẽ còn cho cả nhà mình á là 7 chiếc, size L hết hàng. XL còn 2 và 2XL thì còn 1 chiếc thôi. Vải von hàng luôn. Đây, cái đầm này vải von hàng luôn ha. Xinh nha cả nhà ơi, mềm rũ nè, mặc siêu mát luôn. Nè, vải màu đen và có phối cho mình những cái họa tiết nè. Họa tiết tuyết thơm nha cả nhà, dễ thương lắm. Cái đầm này trong tủ đồ mình có cái họa tiết này chưa, chưa có chút sớm nha, cũng tay le le nè. Là em ấy nè, em đang sale nha, 159.000 đồng. Chỉ có 159.000 đồng thôi. Đó, thì hiện tại xe mềm còn 7 chiếc, xe lợm hết hàng, XL còn 2 và 2XL thì chỉ còn 1 chiếc thôi. Nhiều đó thôi là em đã hết rồi đó nha các chị ạ. Rồi, mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1593. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1593. Các chị mình đặt đơn comment ngay cho em nè, 159.000 cái mẫu này luôn. Trời quá đẹp luôn á. Vậy bao hàng thì mình cứ yên tâm đi, nó có cái độ dày dặn vừa phải nha. Mình có thể giặt tay giặt máy thoải mái mà không sợ bị cưa vải hay bị chạy chị phải gì hết á. Đầm rất là đẹp luôn. Mã của em nó là 1593 nha. Chị khách nào mình khô ha, thì mai đó là quéo luôn á. Nó khô bên ngoài thôi, ở bên trong hay chưa, nhưng mà cũng ok chứ. Ok không? Rồi, nhanh tay chốt sớm nha em nha. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được cả nhà. Em xem ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha. Chỉ khách là mình đặt đơn ngay bây giờ, mình tranh thủ lên đơn sớm. Thì bữa nào hỏi nó có chân váy màu hồng không? Chưa có màu hồng. Thấy cũng đẹp á. Chưa có màu hồng. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1593, 1593 nha, giá 159.000 đồng, 1593. Chị Đinh Thị Ký comment lại dùng em mã nha, 1593 ha chứ ơi. Em còn cho mình size M là 7 chiếc nè, size L hết hàng, XL thì em còn cho cả nhà mình là 2 chiếc và 2X thì còn 1 chiếc à. Như đó là em hết luôn rồi đó. Von 2 lớp nha chị, đầm von này von đẹp nha. Von này von đẹp nha, không sợ quá mỏng đâu chị nè. 159.000 thôi. 159.000 đồng thôi là có ngay đầm đẹp rồi. Rồi bây giờ em lên cho mình cái đầm kiểu. Đầm kiểu này thì em còn cho mình 2 size. Đầm kiểu này sẽ còn cho cả mình 2 size nè. Thôi bị xinh luôn á. Có bên trong nó có dính gì không nha? Thấy dính vàng vàng nè, vàng vàng á. Ồ. Thì bữa em thấy dơ, em để đựng rác á. Quên lên cái bịch không được. Ở trong trong hộp tủ thì có không? Rồi nhanh tay chút sớm nha em nha. Mã số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Trong đó mấy cái bao đó thấy không? Ừ. Rồi tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem cái mã khác nha, lên cái đầm kiểu nha các chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1545. Tiếp tục đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1545. Còn cái màu bơ các bà, bà bơ nó luôn hả? Bó tay vậy là mà ma thay đổi quá à. Rồi em đang mặc trên người mã số, trời ơi, trời cái gì vậy, núi. Một núi luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1545 nha. Mà cái mới lâu quá, chắc muốn em tự may luôn chứ. Rồi cái ngày may một cái là xong, suy nghĩ đó nên để tự may đi lại. Một ngày một cái là xong luôn á chị, cứ ngày một cái là xong rồi. Ngày may thì nó không có được đẹp. Tại có nấu đẹp đó, thấy đẹp đâu đẹp. Như đâu. Rồi mỗi em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1545 còn 2 size XL hay XS. Bởi vì em nói để tự ấy. Mỗi em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1545. Hả? Sao? Tưởng mình mang lỗng về đi nha. Ồ không có cái bọc nữa trong. Rồi 1545 với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Xem ngay trong bài livestream ngày hôm nay luôn.
chị khách nào mình đặt đơn nha, giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nha, mẹ số số điện thoại cho em là được cô. Rồi rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1545, đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1545. Chị khách là mình đặt đơn nha, bây giờ mình tranh thủ nè, 1545 với sáng hỏi này gan ta này ta đi gấp ta gan ghê. Rồi 199.000 đồng nha mấy chị, đầm này đẹp lắm, đầm này trước là vậy thun nha, thun mỹ ca giãn nè, đỉnh chưa, lên form đẹp ghê chưa. Trời ơi đầm anh em chuyên về thời trang dung đi đó mấy chị. Cái đầm này nha, mặc lên form lên dáng rất là đẹp luôn. Mã của em nó là 1545 nha. Các chị đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã 1545 với số điện thoại cho em là được ha. Màu đen mình mặc lên gọn dáng lắm các chị ơi, vừa tôn da nè, vừa tôn dáng người mặc nữa. Còn có hai size thôi, em chỉ còn cho mình size XL và là size XL ha. Tầm khoảng 55 cho tới là tầm 60-68kg. Eo 75 cho tới eo 88, ờ eo 86 nha, eo 75 cho tới eo 86 cho em. Co giãn nè, rồi xuất sắc. Ủa cái gì sọc sọc xinh vậy? Ở dưới á, ở dưới nữa kìa. Cái chân mới ừ. Cái sơ mi dày đó má. Vui đó. Hả? Rồi mã số điện thoại gì đây? Trên máy. À phải mang gì vậy? Vậy à? Nhiều quá à. Rồi mã số điện thoại cho em là được nha. Em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn ha. Cái này là phải còn mấy chập, ít nhất phải 3 chập nữa mới hết được á. Rồi mẫu em đang mặc cho người mã 1545, mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm 1545. Em lên cho cả mình mixi chấm bi dáng dài ha. Lên nốt cho cái giờ một mẫu nữa đi. Ai, buồn quá, quá buồn. Trời dễ thương quá, cái màu xanh thật là sống động. Quá chu che. Tiếp tục chuyển thêm đi, các chị mình cùng xem thêm một cái mã đầm khác nữa nha. Đây, mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm là 1563. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1563 nè mấy chị ơi, đẹp quá. Đầm này thì thiết kế sẽ là cổ sơ mi ha. Cổ sơ mi tay lợi dáng xòe dài nè. Hả? Còn nhiêu? Đủ không? Con không mua gì ăn luôn hả? Đủ hả chứ không mua gì ăn hả? Lấy tiền không nè. Không mua gì ăn hả? À quên tiền mặt đúng không? Ở đây tiền mặt đi. Lấy ha. Rồi 1563 mới xin hỏi cả nhà ơi. Rồi chốt sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mã số xin hỏi cho em là được nha cả nhà ha. Đây, đưa chút chấm ha. Cái kia trong bóp rồi. Rồi biến lột trong á. Rồi mẫu em đang mặc cho người, em chờ chế lọc trần nha. 1563 em đang sale cả nhà ơi, 239.000 đồng. Cổ sơ mi tay lỡ nè, ôm eo dáng đầm phong xè dài nè, đầm này em dài chấm gót luôn ha. Chúc phong hàng luôn. Mấy cái đầm von hàng cả nhìn khỏi lo về cái vải có bị mỏng quá không, có bị mềm quá không nha các chị ạ. Vải mềm nhẹ vừa thôi, mặc mát lắm, giặt tay giặt máy được luôn á. Bởi vậy mấy chị khách trung niên bên nhà em nha là thích mặc đầm von bên nhà em dữ lắm. Vải khá là mềm, mặc mát cực kỳ ha. Đó, giá thì lại quá rẻ. Mẫu đầm này em đang giảm giá, chỉ còn có giá là 239.000 đồng mã số sản phẩm 1563. Giá là 239.000, chị khách nào mình đặt đơn ngay bây giờ mình tranh thủ 1563 với số điện thoại cho mà được ha. Nền đen nè, chấm bi trắng cho mình nè, tay lỡ nè, dáng đầu con xòe dài nè. Mã số của em nó là 1563, các chị mình đặt đơn có việc comment ngay trang phía dưới nhà, đừng quên chia sẻ livestream ha. Hiện tại thì shop đang còn cho mình hai size M và L, 40kg cho tới là tầm 55-57kg, em tới đây tầm 75-76 đổ về, các chị mình sẽ mang đẹp thoải mái cho em ha. Rồi đặt đơn có việc comment ngay trang phía dưới, mã số sản phẩm là 1563 với số điện thoại cho em là được, giá chỉ có là 239.000 đồng thôi ạ. À. Chị Huyền Lê, đầm này em hết size lớn này, em chỉ còn size nhỏ thôi à. Đầm này chỉ còn size nhỏ xíu thôi nha chị. Rồi mẫu em đang mặc hả? Chỗ nhà hay gì á. Rồi 1563. 1563 cả nhà ơi, 239.000 đồng nha. Cả nhà đặt đơn thì mình ngay trên phía dưới. Đó, nền đen nè, chấm bi trắng nhí nhí nhỏ nhỏ nè, dáng tầm xòe siêu dài cho các chị mình luôn, 239.000 đồng cả nhà. Chỉ còn có giá tiền là 239.000 đồng thôi nha. Em chào chị Vân Vũ, em chào cả nhà mình mới vô luôn ạ. Rồi mẫu đầm này cũng đã khép lại bài livestream tối ngày hôm nay của em rồi. Vậy là vào sau hãy coi lại bài livestream này ha, hoặc là đón xem những bài livestream kế tiếp của anh em vào ngày hôm sau nha. Đó, hy vọng thì ngày hôm sau các chị sẽ tương tác với em nhiều nhiều
hơn ha. Rồi bây giờ thì em xin kết thúc bài livestream tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ. Chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ nha.